Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin thử cái nó gọi là gì, gimbal à? Đấy, quay phim chống rung. Đấy, mời các bạn thử chức năng này. Với cả mục đích chính vẫn là giới thiệu mấy cái sản phẩm mình làm bên gọi là gì nhỉ? Vietbuild triển lãm quốc tế. Các bạn nào mà có thời gian thì nhớ qua nhé, triển lãm từ 23 đến 27 tháng 11. Đấy, còn đây là gian hàng bên mình này. Đấy, có hai em PG rất xinh tươi đang chuẩn bị quần áo. Đấy, mấy sản phẩm đấy, bên mình đây. Đấy, toàn hàng chơi, hàng xuất khẩu thôi. Đấy, đây là sân vườn nhé, gạch đá sỏi đủ kiểu. Đấy, còn đây là hàng nội thất. Đây là tấm PVC foam board chuyên làm đồ bếp. Đấy, siêu bền luôn. Đấy, hai em hot girl PG. Đấy, đấy là ba gian hàng của bên đây là gọi là vật liệu sân vườn. Tiếp theo là mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng xung quanh để xem kiểm tra bên cả nội thất của bên mình nhá. Đằng nào cũng hơi đi một vòng để biết hội chợ triển lãm này có cái gì. Mà thôi mình cứ đi, nếu mà đi hết cả khu này thì rất là nhiều, nên là thôi mình cứ đi dọc trục chính đã, đến cái khu bên mình đã. Còn thì khi nào mà thư thư tí thì mình sẽ quay các gian hàng, các sản phẩm để cho cả nhà xem. Rất nhiều. Chung là hỗ trợ triển lãm cuối năm, đúng cái dịp người ta hoàn thiện nhà cửa, cũng nhu cầu cũng nhiều. Bên này đồ gỗ, đồ sắt thép. À đây, chỗ này là chỗ bác Tùng vừa hỏi đây. Bác Tùng vừa hỏi Nikawa là công ty nào đây. Đây, công ty chuyên hàng này, xe đẩy này. Chỗ này bác Thắng nhớ để bán bánh xe vào Thắng nhé. Đấy, Hot Girl Japan này. Đấy, cuối năm nay thì có 1.600 gian hàng tất cả. 1.600 gian thì mình hơi tính trung bình một đơn vị là 2 gian, thế thì nó rơi vào khoảng tầm 800 nhãn hàng tất cả. Đấy,
Hello. Đấy, đây là bên gian hàng nội thất nhá. Mời các bạn xem qua ống linh. Chuyên bán bàn gỗ kiểu để nguyên tâm ấy. Đẹp không? Hoa đẹp. Đấy thì đang quay thử gimbal. Đấy. Đấy, anh quay cái gì rồi? À, đấy. Đấy. Đấy, đông lắm, bây giờ mọi người mới đang chuẩn bị để khai trương thôi nên là còn chưa có khách mấy. Tầm 9 giờ, bây giờ còn là mấy giờ? Hồi 9:10 rồi, chuẩn bị khai trương. Chuẩn bị khai trương triển lãm. Đấy. Đấy, mình quay mục đích là giới thiệu gimbal. À quên nhầm, khoe gimbal và giới thiệu gian hàng nhầm. Các bạn này có... Đây, đây, đẹp chưa? Đây. Bộ này nhất có đất luôn. Rồi. Lại đi ra. Quay chưa quen hơi chóng mặt, các bạn thông cảm nhé. Đây. Đây, đây là máy làm gỗ này, chế biến gỗ này, nhiều lắm, sàn gỗ ít các kiểu, tha hồ. Đỡ rung nhưng mà mình quay nó hơi chưa được chuyên nghiệp pro lắm nên là trông hơi rung chóng mặt, các bạn thông cảm nhé. Thôi mình chỉ quay đến đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở Việt Build nhá.